Xin chào các bạn. Các bạn cứ hỏi mình là cái KB với KI là gì, mình có tự chế ra nó hay không và cách chỉnh nó như thế nào. Thì bây giờ mình nói cách dễ hiểu cho các bạn nghe về cái KB với KI này. Và mình không có chế nó ra nha. Nó là cái tên đúng của hai cái trường này. Cái KI này á và KB này á là một cái cặp số, một cái cặp để sửa lỗi, tức là nó sẽ nhận tín hiệu từ động cơ và điều chỉnh liên tục. Đó là hai cái hệ số này nó sẽ làm việc đó trên ECU nha. Thì cái hệ số KI á, là cái hệ số khuếch đại lỗi. Cái hệ số KB này á, là cái hệ số có thể hiểu là nôm na là nó hệ số sửa lỗi đó, khuếch đại để ECU nhận tín hiệu nhanh hơn, nhạy hơn, tốc độ sửa lỗi thì nó sẽ sửa lỗi nhanh hơn, không? Thì có thể nói cái KI này khi mà tăng lên á, thì tức là tăng độ nhạy với lỗi, tức là lỗi đây gọi là thay đổi của động cơ, tốc độ, tọt, moment xoắn, vân vân, đường xấu thì nó gồ ghề, nó sẽ có lúc này lúc kia đó, nó là dạng đấy đó. Còn cái KB này á, là nó sẽ đưa ra cái lực điều chỉnh trên động cơ. Ok chưa? Thì khi mà tăng KI lên á thì cái độ nhạy với lỗi nó cao lên. Tăng cái KB lên á thì cái tốc độ sửa lỗi nó nhanh hơn. Nhưng mà tốc độ sửa lỗi nhanh hơn thì nó sẽ làm động cơ phát ra tiếng. Còn KI này á mà cái tốc độ nhận lỗi mà nó thấp đi, ví dụ 100 đi. Thì thấp quá thì động cơ nó sẽ phản ứng rất là chậm với lỗi, với sự thay đổi, hiểu không? Ví dụ mình tăng ga này kia cũng là một lỗi, gọi là như vậy. Tăng ga thì nó sẽ phản hồi rất là chậm, cái ECU nó phản hồi rất là chậm. Còn nếu mà mình tăng lên 1200 đi thì nó cũng có thể là nó sẽ chậm chứ không phải là nó nhanh đâu nha. Tại lúc đó nó sẽ hướng tới cái sự ổn định của động cơ và nó sẽ những cái thay đổi mà liên tục nó sẽ bị bát qua, nó không phản ứng kịp. Nó gọi là nói chung là vượt quá cái tốc độ xử lý của động cơ đó. Là như vậy. Nên các bạn chọn một cái khoảng KI nào nó vừa phải thôi. KB cũng vậy, nếu các bạn để cao quá thì động cơ nó sẽ bị kêu. Và cách nào để mà chỉnh nó cho nó phù hợp nhất thì theo mình thì cái KI này nó bắt đầu từ 200 là cái tối thiểu nha. Và cái KB này các bạn nên để là maximum. Tại cái KB này dễ nhận ra nhất và nó ảnh hưởng đến cái hiệu suất của động cơ nhất là cái KB nha. Cái KI mà từ 200 đổ lên thì các bạn chắc không có cảm giác gì nhiều đâu. Đó là cái này mình sẽ nói sau. Cái KB này bạn để 9000 ghi không, bạn ghi lại xong rồi các bạn dắt cái xe bạn ra, tốt nhất là cầm luôn cái laptop, kéo sợi dây dốt quy ra ngồi lên xe luôn. Các bạn ngồi lên xe, các bạn tăng ga để ba cho nó nhanh, xuất phát nhanh á, tăng ga xuất phát nhanh, các bạn sẽ nghe cái tiếng động cơ. Nếu mà nó kêu rẹt rẹt rẹt, nó kêu rẹt 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 rẹt, giống như có gì mà nó cạ đó, có cái gì nó trong đó đó, trong động cơ nó phát cái tiếng á, thì các bạn hạ này xuống. Thế lúc đầu thì các bạn cứ hạ mỗi bước mỗi ngàn này, hạ xuống 8000, xong rồi lại tiếp tục vậy, dây lôi một đoạn chừng 2 mét thôi, 2-3 mét thôi các bạn làm được rồi, in ga lên, dặn ga lên. Tăng tốc khi bắt đầu nhanh á, nhanh lên, dặn ga mạnh cho nó chạy. Nếu vẫn còn kêu, các bạn hạ xuống 7000, hạ cho tới khi nào mà các bạn thấy cái đề ba nó không còn kêu cái tiếng rẹt rẹt nữa. Ví dụ như là 3000 là nó hết kêu tiếng rẹt rẹt thì các bạn mới bắt đầu tăng dần nó lên, thử 3100 coi nó kêu không, 3200 có kêu không. Đó, mỗi bước nó 100 nha. Bội số của 100 là KB. KI là bội số của 50, tức là gì? Mỗi lần tăng là tăng lên 50. Đó, nhưng mà đừng có chỉnh 50 vậy lâu lắm. Ở bên này cũng vậy, bắt đầu khi mình biết được bên này là tối đa của bên này á, trước khi mà động cơ bị kêu khi đề 3 đó là 3200 đi. Thì bắt đầu là bên này 200 thì mình sửa lại thành 300. Mình bắt đầu ghi 300 lưu lại.
xong rồi bắt đầu mình dựng chúng. Lúc này nha, bắt đầu là chỉnh tới cái gì, chỉnh tới cái hậu. Tại vì khi một cái động cơ hoạt động nhanh á, mà cái KI này mà nó thấp quá thì nó cũng gây ra sự rung lắc. Cao quá nó cũng gây rung lắc, thấp quá nó cũng gây rung lắc. Và nó cũng có thể là gây ra tiếng ồn ở cái dòng tu cao nha. Nên bắt đầu mình tăng 100, mình dặn và mình cảm nhận ở cái dòng tu cao 50, 60, 70, 80, 90 cây số giờ xem như thế nào. Đó, nếu nó có cái tiếng động kỳ lạ gì đó thì các bạn thử tăng lên 500, tăng bước 200 gì đó thì các bạn mới cảm nhận được là nó có cái gì kỳ lạ hay không nha. Bên này các bạn tăng mỗi bước 200, 400, 600, 24 rồi 600, cứ vậy tăng mà tới khi nào mà động cơ nó vô cái vùng mà êm ái, xong rồi các bạn tăng lên nữa thì nó không còn êm nữa. Ở những tốc độ cao thì các bạn lùi lại và bắt đầu chỉnh cái nhỏ hơn, ví dụ 550 không, để xem nó có ok hơn hay không. Nếu mà không ok bằng 500 thì mình để 500 chỉ vậy thôi. KB này các bạn muốn chỉnh đúng thì chỉ cần chỉnh ngay cái nước ga đầu tiên thôi, ok chưa. KI này các bạn muốn chỉnh đúng thì chỉnh ở cái vận tốc khoảng chừng 50 đổ lên, các bạn kiểm tra xem nó có kêu như thế nào không. Nó kêu thì tăng giảm bên này. Và cái hệ số KI này thì theo mình khuyến cáo thì cao nhất có thể, KB này thì thấp nhất có thể. Thấp nhất là để không ảnh hưởng tới cái hiệu năng của động cơ nha. Nếu bạn để này quá thấp thì cái tọt đầu ra nó rất là thấp, nó phản ứng với tay ga cũng rất là chậm. Bên này thấp, phản ứng tay ga cũng chậm, bên này cũng như vậy luôn. Nên các bạn đầu tiên các bạn cho nó hết kêu đã, các bạn tăng nhỏ những bước nhỏ để lấy được cái gọi là cái cao nhất nha, để lấy được cái mô hình sống tốt nhất nha, mà cái động cơ nó ổn định nhất. Rồi, bye các bạn.